tung gió cao, quy giang diệt tắc loạn. Đưa tướng nghe soái thuyền phá pháo lên, hưng binh loạn khiến lòng người hờn căm, thương bao chạm chân phải chịu nhiều tan thương, chia cắt bao gia đình tiếng than khóc vang trời xanh, gây chiến tranh điều tàn máu loạn khắp trên ruộng đồng. Ai dân làm truyền giặc nàng thành Lạc Dương, sông pha lặng tên núi đàn nào ngại chi, soái ấn trong tài nguyên trong ngàn lũ quân ngoài xâm, cho dấu hy sinh lòng của ta cũng không hề than. Dầm trường dược đeo cao băng suốt khe rừng sâu, đâu xa chi nhục nhằn chi mong quốc gia thành đàn. Khi ngục ngang trời chi hùng càng dẫm cao, ba quân họ treo tiếng ngựa trần gian, bắp với ngón đại kỳ do tung các tay mịt mù, nhanh bước ra xa trường quan chi nắng sương ngày đêm. Nhìn một lòng trung quân luôn giữ an nghiệp tề, ta lấy thân đạp đền sắt leo đến mong đời xa.
sao chẳng tranh được, hô lớn sao không mớ thành môn. Là hùng anh thì mau kiếp cùng ta, cùng đò sức thắt cao phân tường, hàng phục nhà chú sẽ sanh nơ tồn, tiêu quốc tha kỳ tinh công dân. Giữa ngàn cơn sóng lớn ra nơi Trường Sa, chú chẳng ôm danh trận chú chào. Mặc hoàng bào giáo vui tung quanh dọc ngang, khắp lần ban chư hầu đều khiếp quay. Chiến bào lầm lầm quay à nghi, thiết giả diện ẩn nét tu mi, thái xưng danh tanh chi chức tề trào. Tề trào đường kim tư dương gia xuất chinh, ngày nào sống qua chốn đường dương ra chân trai, lang lăng dương từng đôi đầu đầu quý, nhiệt mang chi bò an tâm dương trần hà nam đền giang công phương, đoàn 30 thành trì thiết hiện chiến đường lấy lừng chu đạo kỳ chia, họ tây ban ngày chi tấn dân thành lạc dương cùng nhau đấu tranh. À thì ra là cao trường cung đại thắng ban sơn, sát chu tướng dương hùng tử trận ra. Vậy vậy hôm nay ta đã gặp đại cửu thù rồi, ta phải báo thù cho ba quân tướng sĩ. Vâng. Hai nước giao tranh thương trong vô số, nếu như không phải gạch chế động can qua thì làm sao có cảnh sanh ly tử biệt. Thôi đi, mang sơn thù xưa còn ghi đắm, dạng minh chú trào đã thác quan, nay ta giấy bên đồi nở máu, để ngôi hờn thượng sĩ chinh sông. Chủ chứ, ta đã nhiều lời khuyên ngăn hớt thiệt mà chú Dương một mực chẳng nghe. Được, ta sẽ cho ngươi rõ tay lang lăng dương nơi Tây Quốc. Chớ nhiều lời, hãy phân tường cao thấp. Mới còn để lại một cành hoa lan trắng núi.
mật tấn công, khô luôn cháy sạch, kỳ dây thành đà thất bại, trời giết ta rồi. Bởi do nơi ta đã khinh suốt trên thất bại nào nề, còn hai ba quân trong ngàn nguyên. Chú Dương, nay đang phong tường à, đem lại thanh bình qua cảnh binh đào, lời Phật đại phân hai nên suy xét, để ngàn tương à bình thoái cơ nguy nàng. Chớ nói nhiều chi à, ta ngày nay xa cơ là đấng anh hùng về à, du văn ung thề báo quốc tận trung, cái chết xin thường nhẹ của hồng mau. Chú Dương không cần ai thương xót, nhận tháp lưu danh hổ tháp lưu bì. Chú Dương ta chính là nà hồn trọng anh hùng à, hoàng hoàng tương báo chỉ hận miên miên. Lời thật bài phân hai nên suy xét, chỉ mong thêm bạn bơ cả trò mèo khóc chuột. Bao tướng sĩ đã hy sinh vì trung nghĩa, thì có lý đâu Chu Dương lại vì tham sanh mà hạ mã quy hàng. Quyết chiến giữa trường sa cho đến lúc hơi tàn, đã là con rượt ấy cũng một lần phải chết. Có cái chết nhẹ tựa lông hồng, có cái chết nặng tựa thái sơn. Dù văn ôn này không phải là kẻ dông ơn, mà phản lại lời thề sông nuôi. Da ngựa bọc thấy hồn về nơi kinh xuôi, dân gần cao đầu thông thẹn với non sông. Không! Ngài là một tướng quân thì chẳng có điều chi đáng nói, còn như ngài là một đế vương, từ chiến trường xa sẽ biến loạn nơi cung đình, tranh sao máu đổ đầu rơi để tranh quyền đoạt ngôi. Các lần bàn sẽ thống lĩnh binh xua quân đánh chiếm chùa đạo, thì mới hại khôn lường, chân lành phải chịu cánh tay. Hoàng huynh của ta từ xưa đến nay nuôi mộng chiến tranh, tham vọng khôn cùng, giết chính nơi điện đồng, quyền thần an thế quá ung, vừa
tướng quân đã không xem ta là một kẻ tử thù mà còn thất giả thật lòng, khiến lòng ta cảm ơn cùng sanh ra ở thời loạn thế, cùng vì thương ba tánh muôn dân vào tranh cảnh hung đạo dân lành quá cảnh tai lạc lạc dược lấy đức báo quán khiến vũ chân ung càng thêm bội phục. Nếu ngài không xem ta là một bại tướng, vũ văn ung xin cùng lăng lăng dương kết tình huynh đệ. Chu Dương, ta cũng cảm mến đức độ của người, nguyện kết nghĩa tâm giao. Vậy thì chúng ta đồng tuyên thệ. Cầu thiên công xin trên chứng cho lòng, nguyện cùng cao gia giao kết nghĩa thiên bằng chẳng phân đế dương thư tề, nguyện thề một lòng tâm giao nếu sao trái lời chôn thân suối vàng. Tôi cao thượng cung xin trên hoàng thiên, dù bao gian khó suốt đời lòng không đối dời, cùng chung kết nguyện tình đề huynh trời cao minh chứng tất lòng, dù cho đã một thề kia mấy còn tình nhẹn tròn. Tôi cao trường cung năm nay 30 tuổi, đệ vũ văn ung nhỏ hơn hiền huynh 2 tuổi, vậy là hiền đệ. Hiền huynh, hiền đệ, hiền huynh, từ nay huynh đệ đồng tâm chú tề một nhà. Phải nhưng huynh tha cho đệ hôm nay, liệu tề vũ có để tâm nghi kỵ? Hiền đệ, ta tin tề vũ là người biết phân biệt phải trái, hơn nữa với ta còn thủ túc tình thâm, người sẽ hiểu mà. Được, hiền huynh đã nói như vậy đệ cũng yên tâm. Vậy đệ xin chúc hiền huynh lên đường vạn an. Chúc đệ lên đường vạn an, xin kiểu biệt. Kiểu biệt. Tuyên lui quân. Lui.
phải chăng người lo sợ Phùng Thục Phi? Phải. Thục Phi xưa kia là hầu cận của nương nương. Nhờ có nương nương mà Thục Phi mới có cơ hội để cận kề hoàng thượng. Lẽ nào Thục Phi không nghĩ đến ân nghĩa xưa mà lại muốn thay thế ngôi Chiêu Dương hoàng hậu? Ta chỉ sợ luật nhân quả tuần hoàn. Nhược Lam, dạ. Chuyện xưa nhắc lại, Nhược Lam nàng đã quên chăng? Xưa ta hầu cận hoàng hậu Chiêu Dương, vì phương dương ai rất phong tình. Một hoàng hoa mới được thế chuyện mình, suốt ba trăm được yêu sống. Tỷ có cách này, không biết có nên... Nhược Lam, dạ. Ngươi có cách gì, mau nói ta nghe thử. Hiện nay, người được lòng dân nhất chính là Lang Lăng Vương. Chỉ cần có sự hậu thuẫn của Tứ Vương gia thì nương nương không cần phải lo sợ gì nữa cả. Nhưng bằng cách nào ta có thể... Xưa nay, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Lăng Lăng Vương dù sao cũng chỉ là một nam tử. Nhưng nếu như Lăng Lăng Vương là một chính nhân quân tử thì lúc đó ta biết định lẽ nào? Ta sẽ tương kế tựu kế. Được, được, hay lắm. Vậy thì ta cứ y kế thi hành. Chuyện này thành công thì ơn của Nhược Lam ta sẽ không bao giờ quên. Dạ, nương nương là chủ tử, Nhược Lam là nô tỳ. Chỉ cần chủ tử cần, dù có nhảy vào biển lửa thì nô tỳ cũng chẳng ngại ngần. Cứ kìa, ai là chủ tử, ai là nô tỳ? Em đừng quên một đề bà một thượng thư, trướng quân của nàng cũng đổi từ họ Lạc sang họ Mục của ta. Mình đều là người nhà cả mà. Ngươi hãy đến Lăng Lăng Vương phủ, mời Tứ Vương gia đến Yên Nguyệt Các để cho ta có thể làm tiệc tẩy trần cho ngài ấy. Xin tuân lệnh nương nương. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thánh thượng không có ở đây, Tứ Vương gia đừng quá đa lễ. Hoàng, tại sao? Lăng Lăng Vương xin bái kiến hoàng hậu nương nương. Ngài không nên khách sáo, ta với ngài dù sao cũng là người nhà cả mà. Nương nương,
được lệnh của hoàng thượng diễn kiến, thần vội vã tới đây. Nếu như hoàng thượng phải lo việc quốc sự, thần xin phép cáo lui. Khoan đã, Tứ Vương gia, có việc chi mà ngài phải vội? Biết được Tứ Vương gia vừa mới dẹp xong quân phiến loạn hồi trào, hoàng thượng thì ngày đêm bận việc quốc sự, nên ta thay mặt người làm tiệc tẩy trần cho ngài. Nương nương, xin lỗi nha. Chẳng lẽ chỉ một chung rượu thôi mà Tứ Vương gia cũng không nể mặt thánh thượng uống được hay sao? Cung kính không bằng tuân mệnh. Vạn tạ chúa thượng, đa tạ nương nương. Thần xin phép cáo lui. Khoan đã, Tứ Vương gia. Chu sự đạo kính Tứ Vương gia bao ngày phấn hoa. Ta người lời khen nhưng lòng thương không, chỉ mong đêm tài đã mơ sáng công lao ấy là của chúng bao người đã đo mắng sự công ty thân ngoài biên quỳ, xin người tôn tình thương công tâu cùng tề vương
ngày bước qua giao hòa cùng mọi người. Cứa sẽ vui duyên tấn tấn ngày dài. Trở về dương gian. Nương nương, xin nương nương hãy cẩn ngôn, chữ đạo phu thê tứ đức tam tộc, chớ nên lạ lời cợt đùa trăng gió, kẻo tiếng tai miệng đời chê trách, câu trắc nết lăn loàn mưu son ngôi là tội tử. Dương gia, trên quân dương chẳng lo cho tề bang, khiến muôn dân chịu cảnh đói nghèo cơ cực, chôn thâm cung ham mê tử sắc, triều chính bỏ bê, nào phải là bậc minh quân khi đào ly suy đồi. Ngôi đế vương đó phải là của tứ vương gia mới phải. Thôi, hãy im đi, đừng tốt ra những lời quan nghiệt. Nếu chẳng phải hoàng hậu nương nương, ta quyết chẳng nương tay. Xa tay ác đồng, vì thần diệu trong cánh rừng kia làm thần trí đau đi. Quân dư sẽ nghĩ gì khi thấy ngài cùng phục phi? Mà một trái kề chung vui chung nhân, không nhất tiền hạ sông điêu, một mũi tên bắn rơi đôi ngàn, một là lan lăng dương, một là phục tiêu liên. Người sao ta thấy toàn thân lão đảo, trước mắt mình cảnh vật ngơ ngác. Không, trong rượu này có điều bất ổn. Người phải, trong rượu này ta chỉ thêm vài liều thần dược, để đêm nay tứ vương gia và phùng thuộc phi có thêm nhiều kỷ niệm đẹp. Ta đã cho người đến Thiên Hương cung để đón Phùng Tiểu Liên đến đây để gặp ngài rồi. Người đâu, bảo vệ cho hoàng hậu nương nương. Lăng lăng chương phi, hoàng hậu. Lăng lăng chương phi, hoàng hậu lại ở nơi đây. Hoàng hậu, xin người thứ tha, cả gan trong dòng nguy cả. Thiếp cùng phu quân đến cung gia, mong thân an thay mạnh lành. Thoáng nhìn thấy đã bị đánh thuốc mê, đang bất tỉnh bên ngoài. Thiếp đã cho người thông tri, chắc hoàng thượng đang trên đường đến đây. Kìa, phu quân, sao chàng lại ở đây? Tinh thần dường như bất ổn. Lan Dương gia cũng vừa đến đây, có lẽ
cũng trúng phải thuốc mê, cho nên tâm trí nửa tỉnh nửa mê. Nàng hãy mau đưa Dương gia về phủ mà an nghỉ. Mau lên. Đa tạ nương nương, chúng thần xin phép cáo lui. Được. Phu quân, mau mau đi phu quân. Nàng thì
ơi kìa Ái Phi. Ái Phi ơi, bên cạnh nàng quá nhân như quên hết đi bao ưu tư phiền muôn. Như là chốn thiên thai đắm chìm vào cõi mộng, cùng bóng sắc giai nhân tiên nở chốn có chuyện gì? Muốn tâu hoàng thượng, thần thiếp có chuyện muốn tấu riêng cùng hoàng thượng. Dạ, dạ thần thiếp xin cáo lui. Khoan đã, coi kìa, Phục Phi. Hoàng thượng, hoàng hậu, nàng gặp trẫm có chuyện gì cần bẩm tấu? Hoàng thượng, sao ngài cứ lo vui say yến tiệc mà không nghĩ đến giận nước tề bang? Ngài đang nghĩ đến cơ nghiệp tiên đế mà đề phòng kẻ phản thần chứ? Nàng nói vậy là nghĩ làm sao? Tâu hoàng thượng, bất tình nay điều ca ngợi tứ dương gia đức độ hơn người tài mạo vô song, lang lăng như nhập trận Dương huynh với ta là tình cốt dục đã một lòng, tận tụy báo bổn hoàng ân. Nàng chớ đặt điều làm nùi và xáo thịt để kẻ gian bài trò ly gian, huynh đệ tương tranh hậu thế sẽ chê cười. Từ cố chi kim quyền lực của ngài chàng có một sức mạnh phi thường, dễ đổi thay nàng, thu phục nhân tâm với một đức là gì, khiến muôn dân chẳng biết đến hắn hoàng mà một lòng thần phục
trẫm không tin Tứ Ca lại là người như vậy. Thần thiếp chị thế sao nói vậy? Bệ hạ có thể triệu kiến các vua vào để mà biết được những gì thần thiếp nói thật hay là lời bịa đặt. Người đâu? Cho đòi một thượng thư. Dạ, hạ thần một đại bà xin bái kiến hoàng thượng, tham kiến hoàng hậu nương nương, thánh hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trẫm miễn lễ một khanh gia hãy bình thân. Đội ơn bệ hạ. Một thượng thư. Dạ. Khanh hãy nghe trẫm hỏi. Khanh có biết vũ điệu làng Lăng Dương nhập trận khúc là gì không? Khởi bấm hoàng thượng, không chỉ hạ thần mà khắp văn võ bá quan ở trong triều lẫn bá tánh trăm họ không ai mà không biết. Khắp nơi ai ai cũng truyền tụng và múa vũ điệu này để ngợi ca Tứ Vương gia, một người anh hùng đầy mưu lược, chẳng những khôi ngô tuấn tú mà trí dũng lại song toàn, chẳng những được chúng tướng sĩ một lòng tận sức mà cả muôn dân đều nể phục người, thậm chí có người còn bảo sao. Dạ, hạ thần không dám nói vì điều này e sẽ làm cho bệ hạ tức giận. Không sao, trẫm cho phép khanh cứ nói, trẫm sẽ không bắt tội khanh đâu. Dạ muôn tâu hoàng thượng, dạ mọi người nói là cũng may giờ của Tứ Vương gia mà tề bang quốc thái dân an. Nếu như trước kia tiền đế nhường ngôi cho Tứ Vương gia thì lân bang chẳng dám xâm lăng bờ cõi. Lão bệ hạ. Thượng thư. Dạ. Khi quân dám buông lời lòng ngôn, đặt điều dối gian phải dương tội tình. Buông lời dù không tội xứ như hạ khanh khá mau bài thân. Khánh hoàng anh minh tình thiếu cho lòng thân yêu không mơ thay, cho dù có há cũng cam lòng hề không tà tâm trôi giang hại. Dạ muôn tâu bệ hạ, xin bệ hạ soi xét cho tấm lòng thành của thần, dù có chết thần cũng không hề quan trách. Và muôn tâu bệ hạ, những điều thần nói đều là sự thật. Sao? Đều là sự thật à? Muôn tâu bệ hạ, nếu bệ hạ không tin thì bệ hạ có thể truyền cho chúng tướng sĩ mua cái vũ điệu nhập trận khúc, chẳng ai mà không biết cái vũ điệu này. Và muôn tâu bệ hạ, và thần chết thì không sao, mà thần chỉ lo cho thanh hoàng thôi. Sao? Khanh bảo là khanh lo cho trẫm mà. Dạ đúng vậy. Trẫm có điều chi mà khanh phải lo cho trẫm chứ? Dạ muôn tâu bệ hạ, dạ có chứ. Điều gì? Dạ muôn tâu bệ hạ, thần lo là hiện nay khắp dân chúng đều một lòng với Tứ Vương gia. Và hơn nữa, binh quyền Tứ Vương gia lại nắm ở trong tay Đận Lạc Dương vừa rồi. Rõ ràng là quân ta áp đảo, vậy mà Chu Dương vẫn an toàn xuất quân. Không biết mục đích của Tứ Vương gia là gì. Nếu Vương gia một lòng tận trung thì không nói làm gì, mà nếu Tứ Vương gia có giả tâm thì... Thôi, chẳng có muốn nghe nữa. Và muôn tâu, dạ muôn tâu thánh quân, hãy nghe lời thần hạ bài tân, nửa lời không gian tài hoa, xin nghe thánh quân bất cơn thịnh nộ. Nếu hạ thần coi hại Vương gia thì sao này có chết chắc hoặc hay. Thần chỉ nghĩ đến thánh nghe quân, chớ hại người hiền có lợi ích gì đâu. Nhưng trong ở đây muốn hiểu cho tường tận để không đổ quan cho đấng trung thần,
xin bệ hạ bớt giận, bớt giận. Nếu như hạ thần nghĩ nhiều mà nói bậy thì hạ thần tự trừng phạt mình. Bệ hạ, Khanh, khoan đã. Nếu như bệ hạ ơi, nếu như Thứ Vân gia có dạ tâm thật thì bệ hạ định liệu lẽ nào? Ta bệ hạ, ta dạ bồ tàu bệ hạ, dạ xin cho thần được nói thêm chút xíu nữa thôi. Cứ nói. Dạ khải bẩm bệ hạ, nếu như Vương gia có lòng phản trắc thì ta nên tiên hạ thủ chi cường, phải diệt tận gốc rễ để khỏi chi họa gì. Không, bệ hạ, dẫu sao thì ta và Tư Ca cũng là tình huynh đệ. Dạ nhưng mà bệ hạ, nếu là huynh đệ thì sẽ không có dạ tâm, mà đã có dạ tâm thì làm gì còn tình huynh đệ. Dạ đúng vậy. Bệ hạ nên nhớ, chính vì Tứ Vân gia cũng là người trong hoàng tộc, một khi có được giang sang thì danh chính ngôn thuận đăng cơ. Dạ phải rồi. Dạ bẩm hoàng thượng, cho dù Tư Vân gia không có lòng phản trắc, nếu như lòng dân chỉ hướng về Tư Vân gia thì nhất mực tôn sùng người, thì hoàng thượng khó lòng mà trị vì thiên hạ. Của tình thâm và thiên hạ, bệ hạ cần nên lựa chọn. Một đại nhân nói chí lý. Bệ hạ muốn trị thiên hạ, bệ hạ phải có được lòng dân. Nếu như Tứ Vân gia không làm lỗi gì thì bệ hạ nên tìm một tội danh mà vu cho Tứ Vân gia. Dạ đúng. Bệ hạ có thể kê cao gối mà ngủ cho ngon giấc. Ta dân chúng sẽ không còn tin tưởng vào Vân gia nữa. Dạ phải đó bệ hạ. Bệ hạ nghĩ lại đi bệ hạ. Bệ hạ vô độc bất trưởng vô. Dạ đúng, vô độc bất trưởng vô. Không gì mình, trời tru đất diệt. Dạ đúng vậy. Nếu chỉ một mạng của Tứ Vân gia có thể đổi lấy cả thiên hạ, bệ hạ nghĩ có đáng hay không? Ta dạ muốn cầu bệ hạ. Bệ hạ Thôi, thôi đủ rồi. Trong phải suy nghĩ thêm. Một tàu bệ hạ nương nương nói rất đúng. Dạ người không vì mình, trời tru đất diệt. Dạ bệ hạ nên suy xét lại. Bệ hạ, trọng cần phải suy nghĩ thêm trước khi ra quyết định. Bệ hạ, một thường thơ. Dạ. Truyền khẩu dụ của trẫm, vào giờ thân ngày mai, trẫm muốn xem bao quân tướng sĩ và toàn dân chúng trong kinh thành múa vũ điệu lang lăng dương nhập trận khúc. Xin tuân lệnh hoàng thượng thời gian. Một đại nhân, ngài làm tốt lắm, ta sẽ hậu tạ cho ngài. Rồi anh nương nương, dạ muôn tàu nương nương, đó là việc mà hạ thần nên làm. Tàu nương nương, thần ở đài đây lâu e không đi, thần xin phép cáo lui. Đừng trách ta ra tay ác độc. Ta bắt
ơi, phải dùng máu để rửa hận cho bổn cung.
Lan Lan Dương, Lan Lan Dương, Lan Lan Dương, Lan Lan Dương, Lan Lan Dương. Không! Tại sao? Tại sao? Ta đường đường là một thiên tử của Tề Bang. Vậy thì tại sao tiếng tung hô của thần dân trăm họ lại không dành cho ta mà dành cho Lan Lan Dương? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Người đâu? Chỉ đòi Lan Lan Dương đến cảnh Dương Điện gặp trẫm. Tuân lệnh. Ta đã làm gì sai? Ta đã làm gì sai? Ta đã làm gì sai? Không, không, Cao Dĩ ta không sai. Ngai vàng này là của ta, giang sơn này là của ta. Ta không cho phép ai được quyền chiếm đoạt, kể cả hoàng thân quốc thích. Ý của ta chính là ý trời. Lan Lan Dương xin bái kiến hoàng thượng. Ơ kìa, tứ ca. Ở đây không phải là Kim Loan Điện. Tứ ca không cần phải đa lễ. Nào, ngồi, ơn, ngồi, ngồi đi tứ ca. Nào, Để trẫm mời huynh tướng tri ân đấng hùng anh chiến công mang về. Thiên binh vàng mã nào so một bình tứ dương vàng. Hoàng ân công mà đức nhường ban cưới trang bao người. Chúng quân nào há sườn gan, lòng cầu đứng nước đó sườn gan. Lạc dương chú vũ đế bài trọng ánh tài người. Sao không bình tân đồng quang tề đào mở mang quay. Tề Bang binh biến nhiều năm tốn áo lược tài, muôn dân không cố lầm than, lòng cầu nước non thành bình. Đem hùng binh lứa sông chân tiền nhằm vũ quy Tề Bang, quy tấn công thầu ái đoạt thành làm chữ tứ hiếp kinh hoài hùng. Tề Bang nào đâu không phải xa cha hiền, tu thế phải cam chi liệt, biệt ly từ thân, hiếu ân chưa tròn. Cha là vậy. Cha trường xa, quyết chí dùng tài sức phò nước non, quyền đáp ơn sang hạ, tàn kiến chính cố quy hồi. Trị binh pháp ăn cơ đồ, tâm nhân đức thương dân lành. Từ hư lâu lời khen chẳng sai một lời. Trăng hùng anh đỡ nước sang hà, trị quốc nào chém ai. Là đế vương đường kiều nhìn kém xa tư dương dài.
Bệ hạ, thần chỉ làm tròn bổn phận của kẻ tôi trung. Nào dám so cùng tiên tưởng, càng làm hạ thần khó xử. Kìa, khanh cũng là quốc thích hoàng thân, đối với ta là phụ tốt thâm tình. Hơn nữa, lúc sanh tiền phụ hoàng rất tin yêu, còn muôn người chế gì lòng ngài. Nếu ta chẳng phải nghĩa tế đại thần học luật, thì cáo gì này chưa chắc đã đăng cơ. Quốc phái dân an mưa thuận gió hòa, là chắc mà đây như không không ngờ lòng ngài nhưng chưa phục lòng người, vì đóng lòng trầm vẫn không an. Bệ hạ, vì đâu mà người lại chẳng an lòng? Đó là vì tứ ca. Vì thân phải, vì tứ ca. Tứ ca, lúc sinh thời, tiên đế lúc nào cũng thương tứ ca, thậm chí là thương nhiều hơn trẫm. Nhưng bệ hạ chính là hoàng tử, còn hạ thần chỉ là tiểu đệ của tiên đế. Xưa nay cha truyền con nối đó là lẽ tự nhiên. Tứ ca, nếu như năm xưa không phải vì đỡ một nhát kim cho phụ hoàng ta, thì hoàng bá cha của huynh đã không phải sinh trong đau đớn. Bệ hạ, tiên đế và phụ thân là cốt nhục tình thâm. Nếu đổi lại là hạ thần, thần cũng nguyện lấy tính mạng của mình để bảo toàn tánh mạng cho huynh đệ. Nhưng phụ hoàng lại không nghĩ như vậy. Chính vì vậy mà người luôn cảm thấy nợ tứ ca một ân tình. Người lúc nào cũng thiên vị cho huynh, những điều tốt đẹp nhất đều dành cho huynh, ngay cả chiếc ngai vàng mà người cũng có ý định truyền lại cho huynh nữa kia mà. Bệ hạ, thần một lòng tận trung báo quốc, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chứ chị. Coi kìa tứ ca, hiện tại thì tứ ca chưa có ý đó, nhưng liệu rằng 5 năm, 10 năm, 20 năm sau thì tứ ca có thay đổi quyết định của mình hay không? Nếu như không nhờ học luật quan và các đại thần can gián, thì ngôi vị này đã thuộc về tứ ca. Tứ ca không cảm thấy hối tiếc hay sao? Hoàng thượng, trẫm là thiên tử Tề Bang, thì lẽ nào chuyện dưới chân trẫm lại không hề hay biết? Tứ ca báo rằng một lòng tận trung báo quốc, chưa bao giờ nghĩ đến dương vị. Vậy thì tại sao trong dân gian lại truyền tụng vũ điệu lang lăng dương nhập trận khúc, bỏ thành tung hô hết lòng ca ngợi tứ ca là một người thương dân yêu nước tài đức sông vàng? Một rừng không thể có hai chúa sơn lầm. Chính vì vậy mà Tề Bang từ nay, Lang Lăng Dương và toàn gia quyến sẽ phải chịu chung số phận biến mất trên cõi đời. Thank you.
Tại sao ngươi lại cười? Bệ hạ, người là thiên tần, người muốn hạ thần sống hay chết dễ như trở bàn tay, hà cớ gì phải dùng tánh mạng của mọi người để làm điều trao đổi? Phải, giết một mạng người đối với trẫm dễ như trở bàn tay, nhưng đối với Tư Ca là một bậc đại công thần. Bảo vệ tài ban, văn võ song toàn, được lòng mã tánh. Nếu vô cớ giết huynh thì lòng người sẽ không phục, tạo phản với triều đình, và cho ta là một tên tà mạo hôn quân. Tự nhà từ ấu thơ cho đến khi khôn à lớn, thì học luật nàng đều nhất và yêu huynh. Ta phải dứt danh và phải dùng đầm kế ngàn mưa, có được thế lực học luật quan và có được mỹ nhân, để chọn đăng cơ cũng phải nhờ các đại thần bảo vệ, thì điện đi mới nể tình mà cho trăm người lòng ngay. Không, không, ta không bao giờ cam lòng mãi là chiếc bóng của một ai. Thì tớ như quy kiếp nhân sinh trăm về các người, còn đạo trung quân dầu khác chân quang nguồn, chỉ mong thiên tử nể tình kẻ sắp giống thân, mà tha mang toàn gia họ là những người vô tội. Chỉ cần trên đời này không còn Lang Lăng Dương nữa, thì chắc chắn rằng trẫm sẽ an lòng mà trở thành một minh quân trị vì thiên hạ. Đội ơn hoàng thượng. Một thượng thần. Dạ, hạ thần Ngục Đề Bà bái kiến thanh thượng. Một thượng thơ. Dạ. Truyền khẩu dụ của trẫm. Thảo chiếu thơ. Lang Lăng Dương tự ý chiếm dụng quân lương, phạm tội tham ô xem thường quân pháp, 3 ngày nữa ban sự đốc, đệ tử Dương gia tự quyết. Tuân lệnh. Hạ thần ngao. Dạ. Sau khi Lang Lăng Dương chết, truyền khẩu dụ của trẫm, những ai lưu truyền vũ điệu Lang Lăng Dương nhập trận khúc là có ý tạo phản, giết chết không tha, dù cho kẻ đó là hoàng thần quốc thích, có can hệ với Tứ Dương gia hay không, đều phải chết. Dạ, xin tuân chỉ. Hạ
hạ thần cao lui. Lăng lăng chưa. Ha 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 ha
ca, vừa nghe tin báo đệ liền vội vã đến nơi đây. Những gì đệ nghe có phải đó là sự thật? Không được, không được, đệ phải vào cùng để bái kiến Thiên Nhan Ngũ Đệ. Đệ không được đi. Tử ca, đệ không phục Ngũ Đệ. Đã không bỏ tay quất viên thường bào công lao, nó quên tình thủ tục nhưng còn cầu quân thần. Tề bạn ngay ăn nước dân, sao người không nghĩ tình khi xưa? Đành tâm gieo bao tóc tan, thương nghiền huynh phải xa trần gian. Nghiệp đệ ngôi vương, lòng mù mê có bao tình thân. Chẹn chữ tôi cung, đền quân ân thác không từ nàng. Trung quân lòng luôn ghi, thâm ân đành chia ly. Hiền huynh đâu mang lối chi, do quyền dũng gió mờ lùng kì. Thông thiết xin giúp tình thân, chúa đã bất nhân thì ta bất nghĩa. Đừng nên buông lời bất trung, tìm lưu hậu thế loạn thần ô danh. Tứ ca, tứ ca ơi, xin hãy bình tâm xét suy, đừng vì chữ cốt nhục tình thâm mà phải hy sinh vô nghĩa. Vua đã đoạn tình cốt nhục, bức thịt lìa da gây ra cảnh thương tàn. Đâu nghĩ bấy lâu nay quân vì nước nghe quên mình, đã bao huyên máu đầu tuôn đổ, nước đẫm chiến bào để gìn giữ. Người đã bất dân, ta cần chi giữ nghĩa. Hãy phát động binh hùng, một cao gia thoái kỳ. Để hợp trái lòng dân, thuận nghe tiếng hành sự. Chỉ cần lệnh bắn ra tướng sĩ sẽ một lòng. Ngũ Đệ tử ca, đừng vì một phút quá hồng mà buông lời khi quân phạm thước. Tử ca, tử ca ơi, hãy bình tâm suy nghĩ lại. Thôi, tử ca ơi, đây là lời nói thật lòng, chớ nào phải đâu là lời trong một phút giây đông nồi. Ba quân trên dưới một lòng, muôn dân đang trong chờ. Hoàng thượng có thể bất minh, nhưng ta không thể nào bất nghĩa. Tử ca, chỉ ngoài tình để chúng ta còn là nghĩa quân thần. Bao la hoàng ân thân dục có thân, ta cũng cam lòng chẳng chút phàn gian. Đừng vì tình riêng mà phân tranh chia rẽ, gây biến loạn kinh hoàng tan tóc điêu linh. Nhưng đệ làm sao có thể ngơ nhìn tứ ca quan thác? Ngũ Đệ, tứ ca, hãy hiểu cho ta. Nếu như ta rời khỏi nghiệp thạch lúc này, chung tướng sĩ dưới trướng cùng toàn bộ dương phủ sẽ phải vì ta mà bỏ mạng. Nhưng nếu tứ ca thác đi, thì liệu rằng hoàng thượng có việc tình nghĩa huynh đệ mà tha cho họ hay không? Chính vì thế ta mới mời đệ tới đây. Thay ta bảo an cho chúng tướng sĩ, đừng để họ vì ta mà làm chuyện liều lĩnh. Còn Trịnh Nhi, ta biết Trịnh Nhi là người can trực, có ân phải trả, có oán phải đền.
giúp ta. Đừng để nàng vì ta mà làm chuyện liều lĩnh. Mọi chuyện ta trông cậy vào đệ. Giờ đây rời khỏi nơi đây, để trách Kim Thượng để tâm nghi kỵ. Tư ca, nếu như lòng huynh đã quyết, được, đệ sẽ giúp huynh. Xin bái biệt. Giáp sĩ quân, yeah! Hãy bao vây phủ Lan Lan Dương, không để một ai rời khỏi đó nha. Mời tứ dương gia tiếp nghinh thanh kỵ. Phụng thiên thừa dẫn, hoàng đế chiêu diệt, Lan Lan Dương ý mình công lao hiển hách, tự ý cắt bớt quân lương, phạm tội tham ô, xem thường quân pháp, tội đáng xử trảm. Nhưng vị tình Lan Lan Dương có công với xã tắc, hơn nữa với trẫm còn là thủ túc tình thâm, nay ban rượu độc để dương gia tự quyết thâm chỉ. Thanh hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Mời tứ dương gia. Nội thị, truyền cốt tử. Đến giờ phút này đây lại được ban thưởng rượu độc. Phụ quân! Phụ quân! Nàng! Phụ quân! Xin một thượng thư nể tình của ta, cho ta và phụ nhân có đôi lần trăng trối. Được, ta cũng nể tình tứ dương gia, nhưng đừng lâu quá đã nhỉ. Quân, lùi. Phu nhân, phụ quân, thiếp e có điều mờ ám, chàng hãy nghe thiếp phân bày. Lẽ gì đâu mà ra cư xử. Thiếp xin chàng hãy suy xét nguồn cơn. Phụ quân chàng nhân phẩm hơn người, sao nay lại phải đành dương cánh khám tai thọ hình dông mạng. Thiếp không tin rằng chiếu của chùa ban nghi trước quỷ muôn ba gian thần sắp tặng để hại phụ quân thọ lòng đố kỵ. Chàng đến suy cho tường tận ngai gian, lẽ đâu ăn băng mà không xé ra minh bạch. Lệnh truyền sử ngai khó mong lòng phụ. Phụ nhân bình tâm
ta bài toán quân sự thần tử thần bất tử bất cùng nay ba chủ động là có ý của người lên vua có cái chết chẳng hoang thang nàng chớ nên đây và là thần trung nên tuân lời quân vương ban phán. Cao trường cung dẫu thách cũng không than quan hận thù. Phụ quân ơi, thiếp không thể nhìn chàng quá thấp. Thiếp quyết vào hoàng cung xin thanh hoàng đã rõ ngay nhất giải quan cho chàng. Dù giống mang cũng không hối tiếc. Phu nhân, nàng không được đi. Phu quân, vô ích, vô ích thôi phu nhân. Phu quân ơi, một mình nàng làm sao có thể chống lại. Phu quân ơi, trời già đã sắp bay, bởi số căn lần dương đoán phần nàng vào điều ca ngại thân ngơ e phai quỷ nàng. Không phu quân ơi, công bất trung tiên như ngàn đời còn mãi bị truyền do mấy người thì quyền cao giết trung thần dinh đế ngồi đặt tâm gan cho ta cây thế từng lập công gia tâm mơ thế thai ngôi cao đã xuôi khiến cho chúng dân theo gì thế nên phan truyền chi phan phải đền tội ân tình giang sông ba lửa binh khói chắc đắng mau cao xa từng đền nơi núi sông mà mãi cảm tha tha hoàng chính tay người em á cha cả dương phu dương tham tài mau loan thành ngã sông xin dương gia đừng chần chờ thêm nữa vì kẻ bề tôi còn phải về phục mệnh với bề trên. Phụ quân, chàng hãy cùng thiếp rời khỏi nơi đây kẻo không còn kịp nữa. Phụ nhân, phụ quân, nàng nên nhớ câu quân sử thần tử thần bất tử bất trung. Phụ quân, hỡi cao xanh ông bài chi nghịch cảnh khiến anh hùng dương ly nạn tay lưng ngựa sông pha bao tên chen vào vì tổ quốc hy sinh không
cách biệt ly, kẻ ở người đi, trăng sao cõi cõi lòng tan. Cơ tàu lá lai sắc bài ngang trái, mình phải chia xa mỗi đứa một phương trời. Người ở trần gian còn kẻ trong thiên đài, bền duyên tơ thân trời tỏ đạt ánh bình minh lúa vàng, là nước đời ta dục tất chứa muôn đời. Nếu tương công không còn tình nhi, sống chi trên đời thì thật chặt vẹn dữ, tình để quên chặt hết dạ thật lòng. Phu nhân, những tệ chưa nào nghĩ câu rủ cắt lòng đau. Chàng hãy suy cùng nghĩ cạn, vua như thế đâu đáng để tôn thờ. Chàng hãy mau lánh nạn để bảo tồn đời dung tướng. Phu nhân, phu quân chết, có gì đáng sợ? Không. Chết vẹn chữ trung quân, chết giết đi thù hận. Một mình ta hy sinh có thể cứu được bao người? Phụ quân ta không ơi, thể thì giữ mạng mình mà hy sinh tính mạng của chúng tướng sĩ dưới chân ta. Phụ quân, phụ nhân, phụ quân ơi, ý ta đã quyết, nàng chớ có cản ngăn. Phụ quân, phụ quân ơi, phụ quân ơi, phụ quân, phụ quân ơi, phụ quân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
buồn lệ tràn. Thề hẹn trao cùng nhau bên duyên ngàn năm, cùng đắm say mộng vàng. Đừng chỉ tan ở đây cho cánh hoa nhạc vàng. Tình phù thế có mong trùng quan, đời này con tròn duyên hẹn câu trùng lai, hẹn kiếp sau ở đang lại xa. Nguyện cùng ai thủy chung luôn khắc ghi vào nơi đâu cũng xin theo về. Lìa chung thế gian u buồn, tình người bạc đêm ta chung mộ mãi mãi bên nhau. Đừng đừng Phu Nhân. Phu Nhân ơi, sống được khi thiếu dân bông già. Nàng không được phép trả thù. Nàng hãy hứa với ta, hứa với ta đi tình nhi, tình nhi. Ta không muốn nhìn thấy đôi mi nàng rưng rưng lệ. Xem cuộc tiễn đưa này như bao lần nàng tiễn ta xuất trận. Trình Nhi, Phu Quân ơi, đừng khóc, đừng khóc, Trình Nhi. Ta sẽ còn ân xá cho thiên hạ, chỉ cần không phạm tội tạo phản thì tất cả đều được giảm án. Tất cả là tại ả Trịnh Nhi. Nếu như không có ả thì Thục Phi sẽ không thoát khỏi kế của ta. Chính ả đã phá hỏng kế hoạch của ta mà. Ta sẽ bắt ả chịu chung số phận của Vô Quân của ả. Ta sẽ trình tấu với Thiên Nhan. Trịnh Nhi vì không cam tâm nên oán hận, mang lòng tạo phản. Lúc đó thì không những ả
mà toàn Dương phủ sẽ không còn một ai sống sót. Nương nương, nương nương thật là mưu lược hơn người. Lạc Nhật Lam vô cùng bái phục. Muội sẽ cho người theo dõi nhất cử nhất động Trịnh Nhi, đề phòng ả bỏ trốn. Nhược Lam dạ. Tình người ta không quên, mai nay một nhà vinh hiển. Cùng tứ nương chung vui sẽ chia ưu buồn, ha nào phải vì gấm nhung vàng son mà chỉ mong nương nương được vui. Hết lòng nghĩa tình đời mãi không phải mờ, quyết thề rửa hận chẳng tha một ai. Là muốn ghi đi thêm tề bạc, thù tình thì ngôi cao chi tôn, còn bằng nghịch ý thì can. Hiện thời muội có biết hoàng thượng nơi đâu hay không? Dạ. Hoàng thượng đang tổ chức yến tiệc ở Khiết Thủy Hồ cùng với các tú nữ vừa được tiến cung hoàng. Lại là tú nữ. Được, ta sẽ đến đó gặp hoàng thượng. Liệu một chuyến nàng đơn mau kiếm đăng trình rời xa đế kinh sang tổ cung hoàng một gia tâm hám hại thân hồng chung đời đời chính sâu cung chương nhuộm màu tăng thương âm dương chia lìa sâm thương nặng sầu tư lương nài thân hồng thắp đi mong đoạn gì dưới dạng chung đôi đừng nghĩ quần kéo uy thân hai nhanh chân lần lường tìm đến phía tây lưu ma phu đang trong chờ trên hôn dặm hoàng sơn giúp cứu mình nàng kịp nữa rồi. Nàng hãy mau lên mặt, mọi chuyện để ta lo liệu. Hãy
Trần Nhi, nếu muốn bảo toàn mạng sống thì ngươi hãy mau khai ra tung tích toàn bộ bè đảng của Lan Lan Dương, còn bằng không thì dạ xin bái kiến Thục Phi. Tại sao Phùng Thục Phi lại có mặt nơi này? Không lẽ bổn cung đến đây thắp hương cầu an cho Long Tự thì phải hỏi qua ý kiến của nhà ngươi sao? Dạ, nô tỳ không dám. À, nếu đã xong, nô tỳ xin mời nương nương hãy sớm hồi cung, kẻo thánh hoàng trong đợi. Nô tỳ còn có việc phải làm, xin nương nương đừng làm khó nô tỳ. Người đâu? Mau đưa nương nương hồi cung. Ai dám? Nhược làm không được, nhưng ai ra chắc được. Dạ, dạ thần thiếp bái mừng hoàng hậu nương nương. Tại sao hoàng hậu nương nương lại có mặt nơi này? Những nơi Thục Phi đến được, chẳng lẽ ai gia lại chẳng đến được hay sao? Dạ, dạ thần thiếp không dám. Ai? Ai? Ai đã giúp mi có được ngày hôm nay mà ngươi dám chống lại ta? Dạ, thần thiếp không dám. Lúc nào thần thiếp cũng nhớ đến ân tình của nương nương. Nhưng mà Dương Phi đã đắc tội gì với người mà người lại đắc tội gì? À, làm gì? À, nếu như không có ả thì tại Yên Nguyệt Các, ngươi đã không còn là sủng phi của hoàng thượng nữa rồi. Chính ả đã cứu mi, khiến mưu kế của ta sắp thành, phải đành cam thất bại. Thì ra kẻ gian phi hãm hại thần thiếp lại là thuộc hạ của người. Tại sao người lại? Tại sao à? Bẩm với thiên nhan rằng
Trịnh Nhi đã ra tay sát hại Thục Phi để trả thù Kiên Thương, nhưng ngài đã tử quan người vô tội. Hứa khi nàng bay xa bỉ trần gian, nặng báo vô cùng, nên mới xuống tay vì biết Thục Phi đang mang lòng thay, giết một mạng người mà lại thành hai. Hoàng hậu, hoàng hậu cần suy xét, kẻo mang đại quả sát thân, lừa dối khách hoàng là tuổi khi quân, vương kế không thành sẽ liên lụy toàn gia. Chớ có nhiều lời mà làm bất ý ai gia. Nếu như ả hạ sinh hoàng nam thì thái tử cao hằng sẽ không thể đăng cơ. Mọi người đều tận mắt thấy Trịnh Nhi sát hại Thục Phi. Ta sẽ tiễn ả một đoạn để cho ả sớm gặp lại phu quân. Con còn hai mẹ con của Thục Phi sẽ cùng đi theo ả. Để đường đến suối vàng, ả bớt hiu hoàng. Đừng quan quan hậu. Người đâu? Giết ả cho ta. Con của chồng mẹ ơi, mẹ ơi, hoàng hậu quá lắm rồi. Mẹ ơi, Thục Phi, hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng hậu, nếu như chậm không đến kịp lúc thì làm sao chậm biết được nàng đã làm những gì sau lưng của trẫm? Vậy ra mọi chuyện xảy ra đều do kế mưu của nàng sắp đặt. Hoàng hậu, ta yêu ai mới sắc phong ai quyền mâu nghị, giữa chốn cung vị bao người cũng cung thân tùng, sao đành tâm xuống tay mưu hại thương phi nàng. Quang quá chấm có gan đang quản lý tài chế trời. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Vì bởi tình ai với quan tôi hiền lương, công lão hàng mã cũng đang vui chôn. Bởi quá nhận sai lầm. Tình phụ tục lìa tan, hiền huynh xa thế gian. Đi nào đêm thương dân đời quán thang, mình tâm mạng lòng thề. Vui nơi đáy mùa sông, ngàn năm khổ núi xa, xin giải vấn đôi lời, chiếu thuyền vàng xa. Phi nàng nói rất phải, trẫm sẽ trả lại sự trong sạch cho Tư Dương gia và phục hồi tư phẩm cho người quá cố. Còn một hoàng quá, nàng đã biết tội của nàng chưa? Tội thứ nhất, cấy quyền ý thị. Tội thứ hai, hãm hại tư ca. Tội thứ ba, hại cốt nhục hoàng gia. Toàn giết thứ phi tuyệt đời long tử.
đã đến lúc này, thiếp không còn gì chối cãi. Phải, thiếp có lỗi. Lỗi của thiếp là xuất thân hèn mọn, lại đem lòng yêu thiên tử của tề bang. Người có biết rằng trước mặt thiếp, các vị phi tần kẻ nào cũng tỏ vẻ kính trọng, nhưng sau lưng thiếp, sao lưng thiếp chúng buông lời khinh miệt. Lỗi của thiếp là để Tiểu Liên diễn khiến thiên nhân. Để rồi khi hai người ân ái mặn nồng, còn thiếp, thiếp lại một mình sầu khổ. Hoàng thượng có nghĩ đến thiếp hay không? Có nghĩ đến thiếp hay không? Hậu Lục Hoàng hậu là người đơn thương, Thục Phi là kẻ đến sau. Nhưng dù là người đến trước hay kẻ đến sau, họ đều được hoàng thượng thương yêu hết mình. Còn thiếp, còn thiếp, năm canh sổ tư trong thành quân, tâm tư mỗi một mà bóng người mai khuất cho nàng. Tội chết có thể tha,
nhưng tội sống thì không thể nào dung thứ được. Người đâu, truyền khẩu dụ của trẫm, trước phế một hoàng hậu và đai giao lãnh thức. Hoàng thượng, xin hoàng thượng hãy cho thần thiếp được tiễn người một bộ dẹp tịch chữ tớ. Thôi đừng. Đối thủy, truyền giải một hoàng hoa vào lãnh thức và bảo vệ phùng thuộc phi hồi cùng đây nha. Dương Phi, tại sao nàng lại có mặt ở đây? Vậy ra nàng đã nghe hết tất cả rồi à? Giờ đây trẫm mới biết Tư Cai chịu hàm oan, trẫm nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho người. Chỉ mong Dương Phi hãy cho trẫm biết hiện giờ các tướng sĩ đang ở đâu. Trẫm muốn chuộc lại lỗi lầm, ta sẽ cho người đón họ về triều mà phục chức. Thật là khéo léo, một âm mưu hoàn hảo. Dương Phi, nàng nói gì mà trẫm đây không rõ. Cẩn thận cách mấy, vẫn còn vài chỗ sơ hở. Ta thật sự không hiểu nàng đang nói gì. Hoàng hậu hờn ghen nên muốn sát thải Thục Phi, nhưng tại sao lại hạ độc thủ với tứ vương gia kia chứ? Có lẽ là gì tứ vương gia đã buông lời nhục mã hoàng hậu chắc. Hoàng thượng, việc xảy ra ở Yên Nguyệt Các đêm ấy, ngoài tứ vương gia, Trịnh Nhi, một hoàng hậu và những kẻ tâm phúc của hoàng hậu ra thì không ai biết được. Sao hoàng thượng lại biết được nếu như không có kẻ đầm mực tẩu? Dương Phi, hoàng thượng, nếu ngài không tiện nói thì để Trịnh Nhi nói thay người. Kẻ đầm mực tẩu với hoàng thượng chẳng ai khác mà đó là Lạc Nhược Lam. Người kể cận nhân là tay sai đắc lực của Thanh Hoàng, kẻ đánh tâm mang lòng phản trách, to nhỏ đủ điều khiến ghế động sâu, khơi lại lòng ích kỷ hờn ghen. Nào, nếu ta không lầm là ý của Tề Dương, gieo dắt quán thù vào lòng hoàng nhân, biến một gia thành một quân cầu, mượn đau giết người tránh miệng lưỡi thế gian. Dương Phi, nàng đã suy diễn quá nhiều. Ta thật sự không hiểu nàng đang nói điều gì. Nói gì à? Nhược Lam thật sự chính là người của hoàng thượng. Ở bên cạnh hoàng hậu, chỉ muốn bài trò mượn tay hoàng hậu đi hãm hại phu quân ta. Nếu như sự việc bại lộ, người sẽ đổ tội trạng lên người của Mục gia. Còn Cao Diệp vẫn là một đứng minh quân của Tề quốc, tiêu diệt được cái gai trong mắt, lại có người chịu tội thay cho mình. Kế của ngài chẳng phải là hoàng hậu hay sao? Hồ đồ! Hồ đồ! Dương Phi, tại sao nàng lại cho rằng Nhược Lam lại là người của trẫm chứ? Thứ nhất, khi Nhược Lam đến đây luôn miệng hỏi về tung tích của chúng tân sĩ dưới trướng của phu quân ta, chỉ có hoàng thượng mới lo sợ chúng tân sĩ tạo phản mà trả thù cho Lan Lăng Dương. Thứ hai,
chủ tớ tình thân. Thục Phi dù không còn là người hầu của hoàng hậu, nhưng đứng ra xin tội cho nương nương, trong khi Dược Lam từ đầu tới cuối không một lời xin giảm án. Và điều thứ ba, hoàng hậu bị xử tội thì Dược Nam khó mà thoát tội đồng phạm. Tại sao người, tại sao người không xử tội của ả? Thông minh, quá là thông minh. Không sai, Nhược Lam chính là người của trẫm. Tất cả đều nằm trong kế mưu sắp đặt, ngoại trừ sự xuất hiện của Thục Phi tại nơi này. Nếu như nàng đã biết thì trẫm đây cũng không cần phải che giấu. Nào, hãy ngoan ngoãn mà khai ra tướng sĩ đang ở đó. Nếu như nàng muốn bảo toàn mạng sống. Từ khi phu quân ta chết, ta đã không còn tí sống. Nhưng ta biết ngài sẽ cho người theo dõi nhất cử nhất động của ta, nên ta đã tạm lánh thân vào Bạch Vân Am này để chúng tướng sĩ có đủ thời gian mà rời khỏi Nghiệp Thành. Đây chỉ là kế hoãn binh của ta mà thôi. Giờ ta đã hoàn thành tâm nguyện, sống chết đối với ta không còn quan trọng. Nhưng ta sẽ bắt ngươi đền mạng cho chồng của ta. Chết! Thì ra ngươi chính là kẻ gian đêm ấy đã vào chuyện với ta. Ngươi tưởng tên hắc vô nhân ấy vô tình xuất hiện để dẫn đường cho ngươi đến Yên Nguyệt Các hay sao? Còn kẻ gian phi đã chết, một kẻ tầm thường đã thế mạng cho ta. Nhược Lam. Dạ. Tốt, nàng làm tốt lắm. Đa tạ hoàng thượng. Chỉ cần người còn nhớ những gì đã hứa với Nhược Lam là được. Nhớ, nhớ. Dĩ nhiên là trẫm nhớ, chứ sao không nhớ. Thì ra đây là âm mưu của ngươi chứ. Phải. Ta cũng không hẹp lớn gì mà không cho ngươi biết rõ sự thật, để ngươi được yên lòng cùng chồng về nơi chính xứ. Ngươi! Chính bệ hạ với ta đã sắp bày mưu kế để diệt trừ Lan Lăng Vương, thuộc hạ của chúng và tất cả những người trong vương phủ. Bệ hạ đã hứa phong ta làm hoàng hậu khi mọi việc thành công. Ta yêu hoàng thượng
xem nhìn quân dương mang ưu tư, nên ta giúp người trừ đi mối nguy về sau. Rồi lên thế khai quang nương con người thương, ai ân vẹn tình, trăm sao quên lời đẹp mong quyền ương. Là quật máu chiếu giường hoàng nương, quán xa hương hàng, trọn đời không sai mãi yêu ngàn năm. Hoàng thượng một minh quân trong mắt của toàn dân thiên hạ được chứ? Không, Nhược Lan luôn trung thành với người. Tại sao? Vì trong mắt của phụ hoàng, ta chỉ là một tên vô dụng. Nữ nhân bên cạnh ta, ai ai cũng đều chỉ muốn được làm hoàng hậu. Dưới một người trên giả người, mà ai cũng xem trẫm là Nhược Quân, chẳng ai yêu trẫm thật lòng cả. Nhược làm gì lòng hết lòng thật giả, sao nỡ ra tay phụ. Mọi người không thật lòng với ngươi, vì tên hôn quân ngươi đã từng thật lòng với ai hay chưa? Vì ai? Vì ai mà trẫm phải trở nên như vậy? Chính là vì Lạng Lăng Dương là phu quân của nàng ta.
trong mắt mọi người, hắn luôn là người tốt. Còn ta thì sao? Ta thì sao? Ta luôn là kẻ xấu. Người tốt, người tốt à? Người tốt thì cũng đã chết rồi. Giờ ta sẽ đưa toàn thể Bạch Dân Am bồi tán theo nàng. Ngươi! Quân! Truyền phóng lửa cho Bạch Dân Am! Người đâu? Người đâu? Tại sao? Đồng hết rồi. Không để A trốn thoát. Bằng mọi giá, không được để A trốn thoát. Vô dụng! Lòng mừng
cao nào đâu chia rẽ đôi ta nương quanh mong kề bên nhau. Thân hồng chịu nhiều chung duyên ai để ta lao vòng chốn. Trịnh Nhi, chàng vẫn còn sống. Phải, ta đây. Phu quân. Phải rồi, tứ ca còn sống mà tứ tẩu vẫn chưa chết, còn mọi người ở Bạch Vân Am thì tai qua nạn khỏi. Ngũ đệ, nếu như không có đệ thì mạng của ta khó thể bảo toàn. Ý kìa, tứ ca, tứ ca đừng quỳ kéo đệ phải tổn thọ mất. Hai ta là một mẹ sanh ra, huynh nói như vậy có nghĩa là coi đệ là người ngoài hay sao? Ngũ đệ, hơn nữa đã bao lần tứ ca cứu đệ giữa chốn xa trường, nếu mỗi lần thốt chết mà quỳ để tạ ơn thì hai đầu gối của đệ chắc phải mòn qua tứ ca. Ngũ đệ thật là chuyện này là sao? Hai người nói gì mà Trịnh Nhi vẫn không hiểu được? Có gì đâu, chuyện là như vậy nè. Chân bước đường lang du để vô tình quen biết một thần y, nơi tay giật đánh rơi chuyên sư tầm thảo mộc giới hình kỳ, vì thần mi giới phương thuốc lá kỳ là một đóa hoa mang sắc tím muôn hồn, tên hoa là Tử Yên Thiên Kỳ. Đã bao năm người bỏ công tìm kiếm dược tính thật hiếm có trên đời, kiếm vào không thể ra rơi. Đông nhầm chân thần khiến thần tư dòng chờ nằm đê lầu phải lo cứu mau, dùng kim đồng chăm cứu kỳ kinh nội trong hết lực cải tử trang. Hôm đó sau khi thuyết phục tứ ca bỏ trốn không thành, đệ mới liều mình trà trộn vào đám tùy tùng của một đề bà để đổi bình độc dược. Rượu độc mà tứ ca uống đó chính là độc của hoa Tử Yên. Người uống phải rượu độc thì huyết mạch không thể lưu thông được nữa, sẽ giống như là người chết vậy. Nhưng nội trong 7 ngày phải được chăm cứu thì mới có thể cải tử hồi sinh. Đa tạ, đa tạ ngũ đệ. Kìa tứ ca, người cứu tứ ca là vị thần y đến từ thế giật kìa. Nếu như không có vị thần y đó thì đệ cũng đành phải bó tay thôi. Tứ ca, đó là trời cao có mắt, ở hiền thì sẽ gặp lành. Đa tạ ngũ dương gia. Hết tứ ca đa tạ, rồi lại tứ tẩu đa tạ. Thôi, đệ sẽ đi xem mọi người ở Bạch Vân Am như thế nào nha. Ngũ đệ à, ta ngũ đệ. Tứ ca với tứ tẩu cứ tự nhiên ở đây mà tâm sự. Ngủ đi. Thật là phu quân. Phu nhân. Phu quân. Phu nhân. Đồng vàng chứ thi chung bên nhau trọn đời, những duyên ương liền sánh có đôi. Cho dù bao tố gió giông không xa rời, anh trong tay bước phiêu du tàn bồng. Trời già còn tương ru thương cho từng nhan hồng, nên đôi tim lại hát khúc yêu điên. Ngỡ rằng khuôn kiếp khó mong chi ta từng cùng, nay bên ai ngỡ như là mơ. Lăng Dương xin hứa chăm để cho Trịnh Nhi, khóe mắt nhuốm lệ sầu buồn thước mi. Trong vòng tay ấm áp yêu thương của chàng, tim như thơ
và bằng hơi ấm trong chừng. Nay ta quên hết những đau vừa qua, bỏ những tương công hồ và gấm nhung. Mong trời chẳng chấm chúng ta không màng, nơi thăm xuân ngắn cứ vui đi. Từ nay hai ta sẽ quy ẩn nơi miền sơn giả, chẳng thế lực nào có thể chia cách được tình ta. Chỉ cần có chàng bên cạnh, dù mái lá cơ hàng, thiếp cũng ngập tràn hạnh phúc. Trịnh Nhi, vì lo mai giá với nấu cơm ta cùng ăn. Ta bay tú trên rừng rồi mà về. Câu ai ơn anh tốt thiên nhiên. Ôi nghe tiếng rộn rã liên ấy bên kinh vực, mong sao cho duyên mình đừng dở dàng. Xin hiền thế dân dân vương trong lòng, mong âu lo sẽ tan theo thời gian. Cụ thể chúng ta Ngũ ca, sao rồi Ngũ ca, sao rồi Ngũ ca? Quân của Chu Trào đã công phá Độc Mông, đang tiến về Nghiệp Thành để hỏi tội ngài về việc xử tử Lăng Lăng Dương. Tại sao quân của Chu Trào lại có thể tiến nhanh đến như thế? Chỉ mới 4 tháng mà Vũ Văn đã đến Nghiệp Thành rồi sao? Một đề bà đã tạo phản, Chu Dương có bực gấp vật đồ, đã biết được tất cả yếu địa của quân ta. Vậy thì còn chúng tướng sĩ đâu? Chúng tướng sĩ đâu? Tại sao lại không ra tay ngăn cản? Mọi vốn đã bất mãn về việc ngài xử tử Tứ Dương gia, nên khi nghe Chu Dương giấy binh giáng tội, họ đã bỏ giáo quy hàng. Ngũ ca, Ngũ ca ơi, bây giờ trẫm biết tính làm sao đây? Bệ hạ hãy mau lên đường đến Tấn Dương lánh nạn, thần sẽ ở lại nơi đây để chặn đường quân địch. Tấn Dương, đi bệ hạ. Tôi sẽ đến Tấn Dương. Cao Chí, quân Chu đã bao vây Nghiệp Thành, ngươi hãy đầu hàng chịu tội. Nếu như muốn giết Tề Dương, ngươi hãy bước qua xác của An Đức Vương này trước đã. An Đức Vương, Cao Vĩ là tên hôn quân tàn bạo, ngươi đừng ngăn cản ta. Cầm ngay, lớn tiếng kinh lời, sinh tử không sờn, ngươi hãy xem tay của An Đức Vương. Cao kiến không dung tha, nguyện đáp ơn sơn hà, ta còn phần thấp cao cho tình thương tài anh hào. Nào phải ta vô chi, nguyện sát quân vô nghi, năng tình chi lăng bao thù cho nghĩa quỳnh. Câu kết giao năm xưa, tròn nghĩa kim bằng, ngươi đừng nên cán ngăn, tức thời mới là anh hùng. Ngông vô chết, cụ con. Thank you.
tân máu như thân đân sẽ uống công trình ngày xưa kết giao. Nghe tiếng ngài thân quen ngờ cố nhân quay về mong tổ chi quý danh anh hùng người nơi nào. Không, không đời là du vô danh tại các chi sư muôn lời người thân tâm hãy tư tình cho nghĩa huynh câu kết giao năm xưa mạng tư gia không còn. Xin người nên thứ tha cho người sắp còn. Tử ca đã thoát khỏi hang hụt miệng sói, sao huynh còn trở về đây để tử chút quà vào thư? À Đức Dương, ngươi gọi ai là tử ca? Người này là không, không, không. Mong ba đồ dư kiếp dư tình thống khổ. Lan Lan Dương đã ra người tiên cổ xin nghĩ chút tình xưa mà tha mạng cho. Bảo vệ ngai vàng mà đánh đổi gian sang cốt nhục tương tàn huynh đệ phải lìa tan máu nhuộm thành băng tường thành đổ nát. Nếu nghĩ chút tình của người nơi đánh bộ xin bài càng qua yên ấm muôn nhà. Chú Dương, nếu phải giết đi một người để thỏa lòng căm giận, tôi xin bằng lòng đổi mạng cho Tề Dương không tư. Tư ca, mà không Tư Dương gia đã bị chính em mình bức tử. Vốn dĩ đã không còn trên thế gian này nữa rồi, nhưng không hiểu sao khi nhìn người trong cơn ngỡ như gặp lại người anh quá cố đã bị chính tay ta sát hại. Tư ca trên trời có linh thiêng, xin hãy chứng giám cho tất lòng của đệ. Lời bi thiết hiền huynh thứ tha tôi tình, vì nơi cung hoàng máu loạn cung đình. Tiên Dương nén hờn xin tha lỗi lầm để mất gian sang. Anh hùng dặn số thương tiếc người tài quá ba phần. Đừng bi thiết mình căng bấy do nơi trời, tình thâm cam đành cách chia đôi đường. Mây trôi cuối trời cho ta nhắn về nơi chốn xa xôi, phân kỳ muôn thuở thôi hết rồi còn chỉ thương phần. Cao Dĩ, tội của người đáng chết, nhưng nể tình người xưa nên ta tha mạng cho người. Nếu còn lòng dạ gian thì mạng sẽ không còn. Làm quyết thống chung dòng sao lại chẳng thương, khi sao thịt nồi và tiếng nhớ truyền giả thế. Bài học hôm nay hãy khắc ghi vào tâm khảm
quy tranh cãi tà dương tánh vô tâm, canh ghét hiện tại hãm hại dung dung thiên địa bất dung tội kia phải đời. Người đâu đưa cao dễ gì và tạm chờ ta, và tất cả hãy lui hết đi. Giờ còn lại đây chỉ còn ta và người, ta muốn mời người dạy tùng trường. Lý Xuân Nhất biểu đệ xin xin mời Lãng Lăng Chương, nghĩa huynh mà hiền đệ cả đời tôn quý, một vị anh hùng vì dân vì nước, tiếng trò nâng mình cho đất nước non sông, nghĩa cả lòng ghi muôn đời kính phục, hãy cạn ly môi chén đưa ân tình. Đa tạ chư chương đã tặng chung rượu, chung rượu đông đầy tình nghĩa thâm sâu, ở chốn xuống vàng chắc người đã hiểu được uống cạn chung này rồi yên và ra đi. Người sao người có thể tuyệt tình thế như vậy? Ngày ta kết giao kim bằng hứa không quên câu thề, buổi chia tay nhớ nhung anh hùng luôn ghi lòng, nghĩa đề không phai nhưng mong ngày ta tương phùng. Từ nay không còn chiến tranh gây hấn, dân hai nước vui thay hòa, dù kia đông đầy nghĩa âm xưa đã quên, cớ sao ai khước từ tình ta. Giờ bình lửa đã qua mây đèn chẳng còn, hẹn nhau kiếp sau đời. Đã bao ngày xa cách, nay mới gặp lại phu nhân, gần nhau trong gang tấc, sao lại chẳng nhận nhịn? Chung chung, người chết không thể nằm sống lại, người đừng nên cố chấp. Hiện tại muôn dân đang hết lòng quý phục Chu Chương, vì họ bất mãn với Tề Trạm. Nếu như Lang Lăng Vương còn sống, ắt hẳn chiến loạn sẽ tiếp diễn, lòng dân sẽ chia rẽ, bá tánh sẽ không phút nào được yên ổn. Chu Chương, đừng để tâm mà lỡ mất việc lớn. Thôi được, người đã nói như vậy, thì đây chung thứ hai ta thích mời người xa lạ, nhưng với ta lại rất đổi thân tình. Nhưng nếu tôi uống chung này,
có phải người sẽ tha mạng cho tệ vương? Người đâu? Truyền lệnh trẫm phong Cao Vĩ làm Ôn Công, lấy lễ công hậu của Chu Quốc mà đãi người, và tất cả những người trong hoàng tộc Cao Thị đều được xem là thượng khách. Người đã an lòng chưa? Đội ơn bệ hạ. Còn người, người có dự định gì cho riêng mình, hay là hãy ở lại cùng ta dựng sai nghiệp lớn? Chu Dương, đa tạ Chu Dương đã có lòng, nhưng tôi là người thích Chu Du Tứ Hải, kiếp gió sương làm bạn với sông hồ, chẳng có nơi đi cũng chẳng cần nơi đến. Không biết rằng sau này ta và người còn có thể gặp nhau nữa hay không? Hữu duyên thì lý năng tương ngộ. Được, vậy ta xin tiễn người một đoạn. Nhưng trước khi đi, ta có đôi lời nhắn nhủ: hãy thương dân như chính bản thân mình. Dụ văn ung xin ghi tâm tạc dạ. Tốt, tốt lắm. Kiếm việc, xin kiếm việc. Cánh chim trời tung cánh bay, cá thân bóng cô nhân đời chơi. Bèo mây hợp rồi lại tan, hoàng sa gặp việc ngàn trùng. Tiếng bước chân ngài lòng thế quyến luyến, nay xa biệt ngàn trùng, biết khi nào cơ đồ thì nước dần chú câu bền dương non sông trường tôn. Xin kiếu biệt. Miễn thuế một năm 10.000 chiến thắng, từ nay không còn chiến tranh, đất nước vui cảnh thái bình. Hồng mạnh nước sông ra xa trường, cờ tung bay tiếng quân hò reo.